Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tủ điện điều khiển on off. Tổng cộng này có là cho là 6 con động cơ, 6 con động cơ cho băng tải, băng chuyền đó, ba pha và hai cái nâng hạ, nâng lên 1 2 5 2. Đó đó thì cái mặt ngoài bố trí tủ như thế này mọi người. Pha A, pha B, pha C là ba đèn báo pha. Nút giường khẩn cấp, nút on 1 đây, đây nút nâng lên, khi mình đè vậy thì nâng lên, hạ xuống, thiếu cái tấm này hạ xuống nha, đây nút nâng lên. Không có duy trì ha. À, xuống. Rồi. Giờ bên trong tủ ha. Đây là cái chi tiết của mình đi dây. Dây điều khiển mình chọn dây là 0.5 mV nha mọi người. 0.5 mV của hãng Lưu Dòng. Đây. Đây là cái thông số dây điều khiển mình chọn để mình đi. Dây Lưu Dòng ha. VCM 0.5. Đấy, thì đây là cái con bảo vệ mất pha ha mọi người. Khi nào mà đủ pha thì nó sẽ sáng đèn xanh và nó kích điện cho rò le trung gian này. Đây là cầu chì bảo vệ mạch điều khiển. Đấy. Rồi. Khi nào mà mọi người đổ vào thì đổ nguồn và ba pha vào mà con này nó sáng đèn đỏ thì nó sẽ bị ngược pha thì nó sáng đèn đỏ hoặc là mất pha. Còn nếu mà đúng thì nó sẽ lên cái đèn xanh, vậy là đúng. Đây là khởi thứ nhất nè mọi người. Khởi thứ nhất. Đây là tất cả mấy cái băng tải này là đều là động cơ 5.5 kW. 5.5 kW thì ở đây tôi chọn là khởi 22 ampere, nó là chọn dư dữ lắm rồi đó mọi người, cho an toàn nó bền luôn đó. Đây là đuôi nhiệt là 9-13, thì đối với động cơ 5.5 kW thì mọi người nhân cho 2 lên là ra cái dòng định mức của nó thì là 11 ampere. Thì bây giờ mọi người sẽ chỉnh nó lên là 10 hoặc là 10.5 ampere. Đây là cái hệ thứ nhất nè, đây on off thứ nhất nè, băng tải 1, băng tải 2, còn đây là nâng hạ. Còn bên dưới này thì một dãy, đây là băng tải 1, băng tải 2, băng tải 3, băng tải 4 và nâng hạ. Dây mình cầu thì là dây 10 ha, dây 10. Thì 3 dây 10 này thì mình cầu qua 2 khởi, còn đây là dây 10 này mình cầu qua 2 khởi chính và 1 cái nâng hạ. Bên trên cũng vậy, đó, vậy là dây 10 mV. Đây là CB mình bắt bên hông, thì cái nguồn vào thì là mình đấu bên dưới này. Còn dây ra motor thì mình đấu bằng mấy cái dây đen này mọi người. Dây này dây 4 chấm. Đấy. Cùng tham khảo ha. Khi nào mà ví dụ như mà nó đang chạy gì mà nó quá dầm á thì nó sẽ bị chip cái rò le nhiệt ha. Đây là khởi động từ nhả lên. Đó là hai cái con đầu tiên thì mọi người sẽ thấy là đèn báo màu đỏ nó sẽ sáng lên. Đó, nó báo là đang bị quá dòng. Đó, thì video này mình để mình chia sẻ cho mọi người cái cách tham khảo cái cách đi dây điện cũng như là cái cách chọn khởi động từ và ra nhiệt thôi. 5.5 thì mọi người, 5.5 kW thì mọi người nhận 2 lên là 11 ampere, thì mọi người sẽ chọn cái khởi động từ trong cái đó, trong cái khoảng đó là có nghĩa là 9-13 thì nó sẽ có 11 ha. 9-13 nè. Hiện giờ này lên chỉnh 9, 10 là 11, 12, 13 thì mọi người muốn chỉnh 10 thì mọi người chỉnh lên xíu nha. Đấy. Còn khởi động từ thì mọi người nên chọn cho tôi khởi động từ là ít nhất là cũng phải 18, khoảng 18. Thì ở đây tôi chọn khởi động từ là 22 ampere. Là quá an toàn ha mọi người. Rồi, video mình chia sẻ mọi người đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người với clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.